Xin chào 500 em đã quay trở lại với channel Funny Duffy. Cho tới thời điểm hiện tại thì trong ban khai thác Murom, chúng ta chỉ còn lại Nami và Runky là chưa biết được thân phận thật sự. Khi Runky là một đứa trẻ mồ côi, là học trò cưng của Tom, còn Nami thì được Bellmel giải cứu trong một trận chiến. Nhưng trong đợt cập nhật thông tin thẻ Favor Card mới đây của một vài nhân vật, dường như Oda đã tiết lộ gián tiếp cha của Runky là ai. Và có thể nó sẽ khiến cho bạn bất ngờ ngơ ngác tới bật ngửa. Còn cụ thể như thế nào thì ok, không để các bạn đợi chờ thêm nữa. Chúng ta hãy cùng ngồi xuống ăn miếng bánh uống chén trà và bàn luận về chủ đề vô cùng thú vị này. Theo đó thì trong đợt này có rất nhiều nhân vật được cập nhật thẻ Favor Card, từ Shanks cho tới Mihawk, Kaido, Big Mom, Crocodile, Yamato và nhiều người khác nữa. Nhưng trong đó thì đáng chú ý nhất chính là những thông tin trong thẻ Favor Card của Queen Bình Dịch, cựu Okanban Ban Ma Thú. Cụ thể thì ngoài những thông tin mà chúng ta đã biết như là Queen 56 tuổi, cao 6m12, có món ăn ưa thích là Oshiruko hay ghét Bubuzuke với thực phẩm ít calo, cùng sở thích là khiêu vũ, sưu tầm bromide, hình ảnh của Komurasaki, hay là có quê hương ở Ringline cùng với mức tiền truy nã 1.320.000.000 belly và biết dùng Haki vũ trang, Haki quan sát. Thì trong đợt này chúng ta cũng đã biết thêm tên thật của Queen là gì, và Oda cũng đã cập nhật thêm chi tiết từng cột mốc thời gian của Queen. Theo đó thì nếu tên thật của Queen là Upper thì tên thật của Queen là Cyan, cách đọc giống như là Cyan khoa học, và dòng thời gian cuộc đời của Cyan như thế này. 39 năm trước thì Cyan bắt đầu làm việc tại nhóm nghiên cứu ngoài vòng pháp luật Mark với Vegabond. 36 năm trước Cyan đã có một đứa con, và có thể bạn đã biết rồi, hiện tại Runky cũng 36 tuổi. Sau đó thì 33 năm trước, Sen nhận lời mời tham gia từ Kaido. Và 29 năm trước, Sen đã rời khỏi nhóm nghiên cứu Max. Rồi 26 năm trước, nhóm nghiên cứu Max đã được chính phủ mua lại. Và cùng năm đó thì Sen đã bỏ rơi đứa con trai của mình để gia nhập ban hải tặc bách thú của Kaido và lấy biệt danh là Queen Bình Dịch, như chúng ta đã biết bây giờ. Trước khi tiếp tục thì tôi sẽ sơ lược qua quá khứ của Runky một chút để chúng ta có thể thấy sự trùng khớp là như thế nào. Theo đó thì Runky tên thật là Cutty Flame, được sinh ra 36 năm trước, trùng thời điểm với Sen có con trai. Sau đó thì khi lên 4 tuổi, Runky đã từng vượt qua đường hồng tuyến Red Line. Và khi lên 10 tuổi, tức là 26 năm trước, Runky bị cha mẹ của mình ném xuống biển. Mà theo như lời Runky đã tường thuật lại với Tom thì Runky tự nhận mình là một thằng ranh con, không thể nào chịu nổi, nên đã bị bố mẹ ném xuống biển. Và cùng thời điểm này thì Sen cũng đã bỏ rơi con trai của mình để gia nhập ban hải tặc bách thú của Kaido. Sau đó thì Runky đã được cứu bởi thợ đóng tàu huyền thoại Tom, người đã nhận Cutty Flame là học trò sau khi nhìn thấy cậu bé chế tạo ra một khẩu pháo từ phế liệu trong bãi rác. Tom cũng nói rằng có thể bố mẹ của Runky là một khái tạc hay đại loại như vậy. Và một người học việc khác của Tom là Ibos sau đó đã đặt tên cho Cutty Flame biệt danh Runky, vì Cutty Flame là một cái tên nghe rất kỳ lạ. Runky học nghề đóng tàu từ Tom, nhưng phần lớn thời gian của Runky dành để chế tạo tàu chiến được thiết kế để sang và đánh bại vua biển. Và mỗi con tàu thì đặt tên là Battle Runky, với một số tương ứng với thứ tự đóng tàu. Và Runky đã từng tuyên bố rằng bản thân sẽ đóng được con tàu mơ ước của mình với tư cách là một thợ đóng tàu. Và Tom nói rằng nếu Runky thật sự có thể làm được điều đó thì Runky chắc chắn sẽ vượt qua mình, tức là Tom. Và bạn thấy gì không? Ngoài sự trùng hợp về mặt thời gian 36 năm sinh ra và 26 năm trước bị bỏ rơi, thì giữa Runky với Queen còn có rất nhiều điểm tương đồng khác, cũng như một vài ẩn ý đầy thú vị từ Oda. Đầu tiên đó là tính cách và vẻ ngoài. Chúng ta có thể thấy cả Runky và Queen đều có phần khá lập dị. Khi Runky thì chỉ thích mặc quần lót, nhảy nhót, và Queen Bình Dịch thì cũng thế, sở thích của Queen là khiêu vũ, nhảy nhót. Thứ hai, rất đặc trưng, đó chính là cả Runky và Queen đều có sở thích, đó là rất thích sáng chế cơ khí, kiểu như có cùng gen với nhau vậy. Ngoài ra thì dường như Oda cũng đã ấn ý điều này thông qua trang bìa của các tập của One Piece, mà cụ thể ở đây là trang bìa Void 39 với trang bìa Void 93. Chỉ riêng con số 39 với 93 đã khá thú vị rồi, khi nó chỉ đảo vị trí cho nhau thôi. Sau đó thì nếu trang bìa Void 39 có trọng tâm chủ đề là Runky đứng còng tay, Luffy và Zoro đứng thẳng hàng, thì trang bìa Void 93 chủ đề chính là Queen cũng đứng còng tay hệt như Runky, Luffy với Zoro cũng đứng thẳng hàng tương tự. Rõ ràng đây không thể nào là một sự ngẫu nhiên, mà phải là một sự ẩn ý đầy tài tình của Oda. Thật sự khủng khiếp Oda. Tiếp tới ở Wano Quốc, khi đánh nhau với Queen thì Sanji cũng đã nhìn cách Queen bắn tia laser liên tục rồi liền nghĩ tới Runky. Nó bắn liên tục, có vẻ là công nghệ mà Runky sẽ khoái lắm đây. Tất nhiên có cùng sở thích, nhưng mà trình yếu hơn nên Runky sẽ thích là điều hiển nhiên, nhưng tới lúc này thì tôi lại thấy nó không phải là ngẫu nhiên. Điều thú vị hơn nữa đó là, nếu tôi nhớ không nhầm thì ở Wano Quốc, Runky chưa hề có cơ hội chạm mặt với Queen Bình Dịch, khi đối thủ của Queen là Tobi Rubble Sasaki, còn Queen là con mồi của Sanji. Có vẻ như Oda không hề muốn để Runky đối mặt, bởi như thế thì Runky sẽ ngay lập tức nhận ra cha của mình, và câu chuyện sẽ rẽ theo một hướng rất khác. Với tất cả điều này thì rất rõ ràng, gần như tới 99% Okanban Queen Bình Dịch chính là cha của Runky. Và nếu như vậy thì sao? Mặc dù Queen là một kẻ bệnh hoạn kỳ dị có phần máu lạnh khi đã tạo ra các loại virus chết người, nhưng nếu bỏ qua những khía cạnh đó mà hãy nghĩ tới những khía cạnh có thể dùng được,
thì gia thế của Rangkey cũng đâu có tầm thường. Bởi cùng với cha Sanjay Vinmachet thì cha của Rangkey, Sen, cũng là một nhà khoa học thiên tài, đại tài, cũng là một phần của nhóm nghiên cứu Max. Và nếu về cơ bản đứng top 1 thì Queen cũng phải nằm ở top 3. Bên cạnh đó thì Queen còn là cánh tay trái của tứ hoàng Kaido Bách Thú, hay tại có mức tiền truy nã cao nhất hiện tại. Và nếu Queen là cha của Rangkey thì trong Mang Murom đã có hai trường hợp có liên kết trực tiếp với các bàn tứ hoàng khác. Đó chính là Usopp với Yasopp, cánh tay trái của Sàn Tóc Đỏ, và Rangkey với Queen, cánh tay trái của Kaido Bách Thú. Ngoài ra thì mặc dù Sanji rất căm ghét cha của mình, Vinmachet, nhưng sức mạnh hiện tại của Sanji là do Vinmachet ban cho. Thế thì liệu rằng sẽ có một điều tương tự với Rangkey hay không đây? Tức là cùng là sẽ bóc với nhau, nhưng ở đẳng cấp cao hơn thì Queen có thể truyền lại những công nghệ đó cho thằng con Rangkey của mình một khi họ gặp và nhận nhau. Trực tiếp thì khó, nhưng mà gián tiếp thì rất có thể. Và gián tiếp ở đây là gì? Ngay lúc này thì bưng không hai Lilith đang đi cùng với bang Murom tới Elbas. Rồi có chuyện bưng record với bộ não vĩ đại của Vekwan cũng đang bay ra khỏi Akhak. Điểm đến có thể là Elbas hoặc là Kamabaka của quân cách mạng. Thì khả năng cao Lilith có thể chia sẻ lại những thành quả nghiên cứu của Queen với Rangkey. Và đó chính là những đỉnh cao nhất của khoa học, là những điều tuyệt vời nhất mà Queen đã từng chế tạo được. Tôi nói như vậy không có nghĩa là Vekwan không làm được, mà nếu để ý thì bạn sẽ nhận ra mỗi nhà khoa học trong nhóm Max đều có những nghiên cứu của riêng mình. Vinmachet thì tạo ra các bộ gen và áp dụng nó lên những đứa con của mình, còn Vekwan là nhân bản trái quỷ và nhiều cái khác. Trong khi đó thì Queen chỉ tập trung vào tối ưu hóa triệt để cơ thể của mình, khi biến cơ thể của mình thành cyborg rồi kết hợp với năng lực trái quỷ gen của đại khủng long Brachiosaurus. Tức là ở khía cạnh cyborg kết hợp với trái quỷ thì Queen có một nghiên cứu chuyên sâu hơn về Vekwan hay là Vinmachet rất nhiều. Nếu vậy thì sao? Sẽ hơi viển vông, nhưng lúc này tôi nghĩ rằng ở Elbas, nơi tôi cho rằng bang Murom sẽ có một đợt nâng cấp sức mạnh lớn để đủ sức đối phó với chính phủ thế giới, thì Oda sẽ khiến cho chúng ta bất ngờ với Rangkey giống như từng làm với Sanji ở Wano Quốc. Cụ thể hơn thì như tôi đã nói, có thể Rangkey sẽ được nâng cấp sức mạnh về công nghệ là tia laser, khi chính Vekwan cũng tỏ rõ sự ngạc nhiên khi nhìn thấy Rangkey bắn tia laser ở SS. Bên cạnh đó thì có thể Rangkey sẽ có được thêm một trái quỷ. Mặc dù lúc bữa Dressrosa thì Rangkey đã từng từ chối ăn trái quỷ hệ Lozai, Mira Nomi. Dù sao thì với việc khả năng rất cao Queen chính là cha của Rangkey thì cơ hội comeback của Queen đã tăng lên đáng kể. Và với tình hình hiện tại thì việc nhóm nghiên cứu ngoài vòng pháp luật Max được tái lập là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Hy vọng anh em thích video này và đừng quên like, đăng ký kênh, bấm vào chuông để theo dõi những video mới nhất. Xin cảm ơn.